Sài Gòn Heat phải ưu tiên cho VBA. Sự thay đổi lịch trình của VBA cũng sẽ có tác động đối với lịch thi đấu của VBF cũng như đội bóng rổ chuyên nghiệp Sài Gòn Heat tại ABL. Tuy nhiên, theo ông Trần Chu Sa, các vướng mắc đã được đưa ra và giải quyết, trong đó có việc Sài Gòn Heat sẽ phải dành sự ưu tiên cho đấu trường quốc nội. Phía ban điều hành giải đấu đã cùng Liên đoàn bóng rổ Việt Nam và câu lạc bộ Sài Gòn Heat thảo luận trong một thời gian dài để đưa ra thời gian tổ chức mới cho VBA. Theo đó, cần phải dung hòa lợi ích của giải đấu cũng như các đơn vị liên quan. Với giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á, khi chưa thể xác định được thời gian giải đấu có thể quay trở lại chính thức, Sài Gòn Heat sẽ phải ưu tiên cho VBA, vì VBA không chỉ là một giải quốc nội chính mà đội tham dự, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị và rèn luyện lực lượng cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế, đặc biệt là SEA Games năm sau do Việt Nam tổ chức. Nếu ABL có quay trở lại vào thời điểm cuối năm nay, có thể Sài Gòn Heat sẽ phải có phương án tham gia thi đấu muộn từ đầu năm sau, như những gì họ đã làm ở cuối năm 2019 để tập trung đội tuyển tham dự SEA Games, ông Sa kết luận. Trước mùa giải ABL 2019-2020, Sài Gòn Heat cũng từng có một lần phải bắt đầu muộn. Đó là vào mùa giải 2017-2018, khi VBA 2017 kết thúc vào thời điểm cuối năm bởi ảnh hưởng của lịch thi đấu SEA Games 29. Vì vậy, đây không phải là trường hợp mới mẻ với đội bóng thành phố mang tên Bác. Một trong những giải đấu quan trọng nhất của Liên đoàn bóng rổ Việt Nam là giải vô địch quốc gia dự kiến diễn ra vào tháng 12, tức là trung lịch thi đấu mới của VBA. Dù ông Sa không nhắc tới, nhưng nhiều khả năng giải vô địch quốc gia sẽ được đẩy lên sớm hơn VBA, nhất là khi đa số cầu thủ tham dự cả hai giải đấu.